bóng ma truyền kiếp tại cục quản lý dược. Phải mất 30 năm, cơ quan điều tra mới phá xong vụ án nhập thuốc giả tại cục quản lý dược Bộ Y tế. Chỉ vài ngày nữa, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách quản lý dược, cục quản lý dược sẽ phải ra tòa đối diện với những cáo buộc nghiêm trọng. Cùng ra tòa với ông có nhiều người khác nữa, trong đó có Thứ trưởng Cao Minh Quang. Tuy nhiên, những gì họ phải trả giá và phải đối diện với công lý là rất nhỏ bé so với tác hại của họ và những thế lực truyền kiếp tại cục quản lý dược Bộ Y tế gây ra. Chúng tôi nói như thế là vì suốt 30 năm qua, những nhà báo tâm huyết, những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Bộ Công an đã đeo bám, và một khoảng thời gian quá dài 30 năm mới kết thúc được vụ án. Và chúng ta thấy rằng quá trình đó gắn liền với nhiều đời bộ trưởng, và có bộ trưởng vì phản đối, vì đụng chạm đến những thế lực đó mà phải ra đi, và cũng có những bộ trưởng có dấu hiệu đồng thuận với cái ác, với tiêu cực. Và họ có bị xử lý không? Có bị xử lý đúng với hành vi và tác hại của họ gây ra đối với chính phủ, đối với người dân hay không? Chúng ta chưa biết. Chúng tôi xin điểm lại quá trình 30 năm phát hiện và điều tra vụ án nhập thuốc giả ở công ty, ở cục quản lý dược. Lúc đó, khi đó tôi là một phóng viên trẻ, đã cùng với các đồng nghiệp là nhà báo Kỳ Cụ Mai Bá Kiếm ở Báo Phụ Nữ, nhà báo Nguyễn Hùng, cố nhà báo Lý Tiến Dũng Báo Phụ Nữ, nhà báo Quốc Kế Sài Gòn Giải Phóng, nhà báo Trần Việt Sơn Báo Người Lao Động, nhà báo Trần Quang Báo Lao Động, nhà báo Anh Khuê Báo Sài Gòn Giải Phóng, và nhiều anh chị khác đã theo dõi, đưa tin và có những cuộc điều tra riêng về cục quản lý dược, nhưng tất cả đều đi vào chỗ thất bại như đấm vào không khí. Năm 1993, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế, nhận được đơn tố cáo và cho thanh tra vụ quản lý dược. Và từ đó phát hiện, từ năm 1992 trở về trước, vụ quản lý dược cấp số đăng ký khống cho 192 mặt hàng thuốc, không thông qua hội đồng xét duyệt hoặc không kiểm tra chất lượng thuốc mẫu tại Việt Nam hay thuốc, không có số đăng ký lưu hành tại nước sản xuất, tức là tỷ lệ thuốc giả được phép nhập chiếm tỷ lệ gần 13%. Bộ trưởng đã đình chỉ chức vụ của vụ trưởng, hiện nay là cục quản lý dược, lúc trước là vụ quản lý dược. Vụ trưởng của dược sĩ Phan Nhân Tính chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Thì trưa ngày 5 tháng 3 năm 1993, vụ trưởng Tính đã treo cổ chết tại nhà riêng. Trong thư thiệp mệnh, dược sĩ Tính cho biết ông đã phân công hai vụ phó là dược sĩ Tạ Ngọc Dũng và dược sĩ Phan Xuân Lễ tham gia vào việc xét duyệt cấp số đăng ký lưu hành cho 192 mặt hàng thuốc giả vào Việt Nam. Nhưng Bộ Công an chỉ khởi tố dược sĩ Dũng về hành vi không làm đầy đủ trách nhiệm trong việc thu lệ phí công ty của các công ty nước ngoài nhập khẩu thuốc, tổn thất $130,000. Rồi 2 năm sau, Bộ Công an đã đình chỉ điều tra. Và tháng 10 năm 1995 thì ông Nguyễn Trọng Nhân đã nghỉ chức bộ trưởng, và vụ việc lại tiếp tục rơi vào im lặng. Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương lên thay đổi tên vụ quản lý dược thành cục quản lý dược. Nhưng việc cấp số đăng ký như trên đã nêu vẫn diễn ra. Sau đó xuất hiện vai trò của ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Cao Minh Quang, và ông Trương Quốc Cường. Vào năm 2020, cục quản lý dược đã ra 4 quyết định số 2888 ngày 28 tháng 2 thu hồi 8 giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam. Theo đó, từ năm 2009 đến năm 2010, khi ông Trương Quốc Cường là cục trưởng cục quản lý dược đã cấp giấy phép đăng ký lưu hành thuốc ung thư giả Capital cho Sun Sao Vina Pharma.
Đến năm 2014, Bộ Công an đã điều tra công ty Vina Việt Ma nhập 9.300 lọ thuốc ung thư giả H Capital, giả nhãn mác H2000 từ công ty Helix Canada. Ngày 19 tháng 9 năm 2014, Chủ tịch Vina Việt Ma, VN Việt Ma Nguyễn Minh Hùng đã bị bắt, nhưng ông Trương Quốc Cường vẫn không thu hồi giấy đăng ký lưu hành và tiêu hủy số thuốc giả như trên, và số thuốc này vẫn là tiếp tục ra lưu hành ra thị trường đến tay những người bệnh ung thư. 2 năm sau đại án thuốc ung thư giả, tháng 11 năm 2016, ông Trương Quốc Cường lên làm thứ trưởng thay cho người tiền nhiệm là Cao Minh Quang. Và ông Trương Quốc Cường đã nhiều lần thoát điều tra một cách ngoan mục, thoát án hình sự, thoát khởi tố hình sự một cách ngoan mục. Và đến mãi đến ngày 10 tháng 12 năm 2021, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã bị tạm giam để điều tra trong giai đoạn 2 của đại án thuốc giả tại công ty VN Pharma. 3 tuần sau khi ông Trương Quốc Cường bị bắt, vợ gia đình ông Cường đã nộp 1,8 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả cho 51 lô thuốc giả trị giá 149 tỷ đồng được nhập khẩu và đã tiêu thụ hết tại Việt Nam. Cơ quan an ninh điều tra cũng cho rằng trong vụ án này còn có trách nhiệm của Cao Minh Quang, cựu thứ trưởng Bộ Y tế, chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc đã thiếu trách nhiệm khi xem biên bản giám định, thẩm định, xem xét hồ sơ khi biên bản thẩm định có dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi ý kiến, hồ sơ chưa đúng trình tự, song ông Cao Minh Quang vẫn đồng ý đưa ra họp và quyết định cấp số đăng ký cho 2 loại thuốc này. Người bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường làm thứ trưởng trong một mớ lùm xùm trước đó là bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Mặt khác, bộ trưởng còn có một hành vi được xem là khó hiểu khi tự ý cử bộ đoàn sang Ấn Độ thẩm định lô thuốc H Capital như tôi đã nêu trên, và khẳng định đó là thuốc có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng không phải là thuốc giả, để chứng minh rằng nó không phải là thuốc giả. Tức là bà bộ trưởng đã cho một đoàn sang Ấn Độ không phải theo yêu cầu của tòa án, và sang đó thì khẳng định lô thuốc ung thư giả có nguồn gốc từ Ấn Độ, có nghĩa là nó là thuốc thật. Nhưng tòa đã bác bỏ kết quả làm việc của hội đồng này, đoàn kiểm tra này. Ông Trương Quốc Cường ngồi ghế thứ trưởng kéo dài 7 năm, và trong những năm ông làm thứ trưởng cũng như bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm bộ trưởng, thì quá trình điều tra vụ tiêu cực thuốc giả tại Cục Quản lý Dược cũng như vụ thuốc ung thư giả tại VN Pharma đã bị chậm chân, bị cản trở và có những hành vi như trên đã nêu, tức là muốn làm sai lệch và kết quả giám định, kết quả điều tra vụ án bằng cách khẳng định đó là nguồn gốc từ Ấn Độ chứ không phải là thuốc giả. Và tòa đã căn cứ vào những tài liệu khoa học, tài liệu điều tra đã bác bỏ kết quả này. Và cho đến nay, kết quả điều tra đã làm rõ rất nhiều tiêu cực tại Cục Quản lý Dược. Trong đó, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng, ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng sẽ phải ra tòa đối mặt với những sai phạm của mình và sẽ nhận sự điều chỉnh tương ứng của pháp luật. Ông Trương Quốc Cường có 6 luật sư bào chữa. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định đưa vụ cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác 2000 Canada thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ra xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 6 ngày từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 5, do thẩm phán Đào Quá Sơn làm chủ tọa, 5 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đồng giữ quyền công tố. Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường có 6 luật sư bào chữa,
23 luật sư khác bào chữa cho các bị cáo còn lại. Trong vụ án này, ông Cường và hai bị can Nguyễn Việt Hùng, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, Lê Đình Thanh, cựu công chức hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, hầu tòa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty VN Pharma. Võ Minh Cường, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế H&C, cùng nhiều người khác ra tòa về tội buôn bán thuốc giả là thuốc chữa bệnh. Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2010, Nguyễn Lê Xuân Khang, người Việt Nam định cư tại Canada và có quốc tịch Canada, đã bàn bạc thống nhất với Nguyễn Minh Hùng lập hồ sơ các thuốc mang nhãn mác H2000 Canada để công ty Kudufa, công ty Vimidimed đứng tên xin cấp số đăng ký. Thực tế, các hồ sơ thuốc đều là giả, nhưng do một số cán bộ của Cục Quản lý Dược thiếu trách nhiệm hoặc có động cơ cá nhân đã làm trái công vụ trong quá trình thẩm định xét duyệt, nên 7 loại thuốc mang nhãn hiệu H2000 Canada đã được cấp số đăng ký. Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Minh Hùng đã cùng Nguyễn Lê Xuân Khang, Võ Mạnh Cường cùng các nhân viên công ty VN Pharma, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế H&C, thực hiện các thủ đoạn để buôn bán, nhập khẩu thông quan một số lượng lớn thuốc giả xuất xứ Việt Nam để tiêu thụ. Hai bị can Hùng và Cường đã chỉ đạo các thuộc cấp làm giả hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán, nâng khống giá thuốc, làm giả chứng từ thay đổi nguồn gốc xuất xứ để thông quan nhập khẩu hơn 838.000 hộp thuốc trị giá gần 26 tỷ đồng. Các bị can làm giả giấy tờ nâng khống giá thuốc này lên tổng cộng thành 54 tỷ đồng. Công ty VN Pharma bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc tổng cộng hơn 623.000 hộp, thu lợi bất chính 31,5 tỷ đồng. Cáo trạng xác định thời điểm là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, ông Trương Quốc Cường đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát kiểm tra hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định, dẫn tới hậu quả 6/7 loại thuốc giả nhãn hiệu mác H2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá hơn 148 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Cường còn nhận được nhiều thông tin về thuốc là không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy thuốc, dẫn tới hậu quả các cơ sở y tế trong nước tiếp tục sử dụng các loại thuốc này điều trị cho người bệnh, tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng. Tức là ông Cường đã biết là thuốc giả, và trong vai trò của mình, đáng lẽ ông phải ra lệnh đình chỉ, thu hồi, lưu hành và tiêu hủy, nhưng vẫn để nó đến tay người bệnh. Và chúng ta không biết là bao nhiêu người bị bệnh ung thư đã uống loại thuốc giả này, và có lẽ họ cơ hội sống, hội sống sót của họ đã bị tước đoạt bởi sự vô trách nhiệm này. Đó là sự suy đoán, chứ cơ quan được cơ quan điều tra nào chứng minh được điều này đâu. Nhưng có lẽ lương tâm của ông Trương Quốc Cường và những bị cáo trước tòa sẽ vô cùng cắn rứt nếu đối diện với người thân của họ, của những người bệnh, của đối diện với những giọt nước mắt. Tuy nhiên, chúng tôi quay lại với một vấn đề xuyên suốt ở Bộ Y tế cũng như Cục Quản lý Dược, đó là những bóng ma truyền kiếp về tiêu cực vào năm 1993, với sự tích cực của Bộ trưởng Nguyễn Trọng Nhân, nếu các cấp dưới và các cơ quan chức năng mạnh tay hơn, kiên quyết hơn, thì hậu quả không kéo dài đến vậy. Và chúng ta rất ngạc nhiên vì sao một tiêu cực tham nhũng có ảnh hưởng trên diện rộng như thế, ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn dân, lại kéo dài quá lâu ở một cục rất quan trọng là Cục Quản lý Dược. Và tất nhiên, ông Trương Quốc Cường, ông Cao Minh Quang và nhiều người khác phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, trách nhiệm mà trực tiếp cũng như trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu. Nhưng còn vai trò của Bộ trưởng thì ở đâu? Đặc biệt là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, khi vụ việc nổ ra ở giai đoạn điều tra, bà là đương kim Bộ trưởng, bà hiện nay ở đâu và có phải chịu trách nhiệm gì hay không? Chúng tôi đã tham dự rất nhiều phiên tòa liên quan đến quản lý kinh tế, đến chức vụ quyền hạn, và cùng với việc tuyên án điều chỉnh hành vi hình phạt cho các bị cáo, hội đồng xét xử còn có những đề xuất về mặt quản lý nhà nước và đề xuất về mặt tiếp tục điều tra người này người nọ
vì có liên quan đến vụ án mà trong thời gian điều tra đã hết hạn hoặc chưa đủ điều kiện để điều tra. Và chúng tôi hy vọng với phiên tòa lần này, hội đồng xét xử sẽ có những kiến nghị phù hợp với thực tiễn pháp lý của phiên tòa và phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của người dân. Xin cảm ơn.